nhân vật quyền lực đứng sau hỗ trợ ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí Thư chỉ trong vòng một năm. Kính chào quý khán giả của Radio Việt. Sau nhiều đồn đoán, Việt Nam đã chính thức công bố người kế nhiệm vị trí Tổng Bí Thư. Vào sáng ngày 3 tháng 8 tại Hà Nội, Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 13 đã tổ chức cuộc họp quan trọng để bầu chọn Tổng Bí Thư mới. Trong hội nghị này, Chủ tịch nước Tô Lâm đã được tín nhiệm bầu giữ chức vụ Tổng Bí Thư, thay thế đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Quyết định này đã thu hút sự chú ý lớn và nhiều người đang đặt câu hỏi về lý do chính giúp ông Tô Lâm đạt được vị trí cao nhất trong đảng. Câu hỏi đặt ra là tại sao ông Tô Lâm lại được chọn làm người kế thừa vị trí này? Phải chăng có một nhân vật quyền lực nào đã giúp ông đạt được vị trí này? Tuy nhiên, với cương vị là người lãnh đạo cao nhất hiện nay, có lẽ không có nhân vật nào đủ quyền lực để tác động đến quyết định này. Thay vào đó, lý do chính giúp ông Tô Lâm trở thành tân Tổng Bí Thư nằm ở ba yếu tố sau. Thứ nhất, Đại tướng Tô Lâm nhận được sự tin tưởng tuyệt đối của các đại biểu trong Quốc hội. Dựa trên quy định của Đảng và định hướng giới thiệu nhân sự của Bộ Chính trị, Ban chấp hành Trung ương đã thống nhất cao với số phiếu tuyệt đối, bầu đồng chí Tô Lâm giữ chức Tổng Bí Thư. Trong bài phát biểu sau khi được bầu, ông Tô Lâm khẳng định sẽ kế thừa và phát huy những thành quả cách mạng của người tiền nhiệm, đồng thời duy trì sự đoàn kết và thống nhất trong Ban chấp hành Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, quyết tâm lãnh đạo đất nước đạt được các mục tiêu của Đại hội Đảng Toàn quốc lần thứ 13. Thứ hai, Đại tướng Tô Lâm được xem là người thừa kế xuất sắc công cuộc phòng chống tham nhũng của cố Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng, cũng như có nhiều đóng góp quan trọng trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Điều này đã được thể hiện qua các buổi làm việc với Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, nơi ông đã chỉ đạo ngành kiểm sát thực hiện tốt nhiệm vụ đấu tranh phòng chống tội phạm và tham nhũng, nâng cao chất lượng công tác tư pháp và đóng góp vào sự ổn định, phát triển của đất nước. Thứ ba, dưới sự lãnh đạo của Đại tướng Tô Lâm, ngành công an đã đạt được nhiều thành tựu nổi bật, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào Đảng và nhà nước. Những thành tích này là minh chứng cho khả năng lãnh đạo và tầm nhìn chiến lược của ông trong việc đưa đất nước phát triển theo hướng bền vững và ổn định. Với những yếu tố trên, việc ông Tô Lâm được chọn làm tân Tổng Bí Thư không chỉ là sự kế thừa xứng đáng mà còn là bước tiến quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, hướng đến tương lai phát triển mạnh mẽ và thịnh vượng của Việt Nam. Ngành Kiểm sát Nhân dân đã chủ động và quyết liệt phối hợp với các cơ quan chức năng nhằm tạo ra những chuyển biến tích cực trong việc phát hiện và xử lý tham nhũng, tiêu cực. Ngành đã hợp tác chặt chẽ với các cơ quan tố tụng để đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, đặc biệt là các vụ án tham nhũng, kinh tế và chức vụ nghiêm trọng, phức tạp, thuộc diện Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, tiêu cực theo dõi và chỉ đạo. Trong quá trình xử lý, dù có những vụ án phức tạp cả về quy mô lẫn tính chất, ngành kiểm sát đã đảm bảo xử lý nghiêm minh người phạm tội, đồng thời thể hiện tính nhân văn và thuyết phục. Ngoài ra, ngành cũng đã áp dụng nhiều biện pháp để tăng tỷ lệ thu hồi tài sản bị thất thoát, chiếm đoạt. Điều này nhận được sự đồng tình và ủng hộ của dư luận, góp phần củng cố niềm tin của nhân dân vào quyết tâm chống tham nhũng, tiêu cực của Đảng và nhà nước. Chủ tịch nước nhấn mạnh rằng, bên cạnh những kết quả đạt được, ngành kiểm sát vẫn còn một số hạn chế, thiếu sót cần nghiêm túc đánh giá. Ngành cần tập trung phân tích nguyên nhân để xác định rõ trách nhiệm và tìm ra các giải pháp tích cực, hiệu quả nhằm khắc phục những hạn chế đó, đồng thời tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động. Trong bối cảnh nhiều thách thức phía trước, Chủ tịch nước đề nghị ngành tiếp tục quán triệt và thực hiện hiệu quả nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và các nghị quyết của Trung ương, đặc biệt là nghị quyết số 27 ngày 9 tháng 11 năm 2022 về xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Ngành kiểm sát cần bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, chú trọng phòng ngừa, phát hiện và đấu tranh với những biểu hiện lệch lạc, rời xa sự lãnh đạo của Đảng trong quá trình xây dựng nội dung các đề án, dự thảo văn kiện và nghị quyết của Trung ương. Ngành cũng phải tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm Hiến pháp năm 2013 và các đạo luật về tư pháp, đồng thời đẩy mạnh công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế. Chủ tịch nước yêu cầu ngành phối hợp chặt chẽ với các cơ quan để rà soát, sửa đổi các bộ luật như Bộ luật Hình sự, Bộ luật Tố tụng Dân sự, Luật Tố tụng Hành chính và các luật liên quan khác nhằm khắc phục những bất cập và bảo đảm sự thống nhất, đồng bộ trong hệ thống pháp luật. Trong thời gian tới, ngành kiểm sát cần chú trọng công tác cán bộ,
gắn công tác này với việc củng cố và xây dựng đảng, đồng thời triển khai thực hiện chiến lược đào tạo, bồi dưỡng cán bộ theo hướng chuyên sâu và chuyên nghiệp. Chủ tịch nước cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thực hiện đề án chuyển đổi số trong ngành kiểm sát, ứng dụng công nghệ thông tin để đáp ứng yêu cầu xây dựng ngành hiện đại, khẳng định vai trò và đóng góp của ngành kiểm sát nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Chủ tịch nước tin tưởng rằng, trong thời gian tới, ngành kiểm sát nhân dân sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ, toàn diện, đóng góp quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội 13 của Đảng và mục tiêu cải cách tư pháp, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Hai bên khẳng định sẽ tiếp tục ủng hộ mạnh mẽ việc giải quyết tranh chấp ở Biển Đông bằng các biện pháp hòa bình, tuân thủ luật pháp quốc tế, đặc biệt là Công ước Liên Hợp Quốc về Luật Biển năm 1982, UNCLOS 1982. Điều này nhằm góp phần đảm bảo an ninh, an toàn, tự do hàng hải, đồng thời củng cố hòa bình, ổn định và thịnh vượng cho khu vực. Chủ tịch nước Tô Lâm bày tỏ mong muốn các đại sứ và đại diện sẽ tiếp tục đóng vai trò cầu nối quan trọng, góp phần thúc đẩy mạnh mẽ mối quan hệ hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa Việt Nam với Liên minh châu Âu, EU và các quốc gia thành viên. Ông kỳ vọng mối quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU sẽ ngày càng phát triển, đạt tầm cao mới trong tương lai. Đáp lời, Đại sứ EU Julian G. chúc mừng Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp ông được Quốc hội Việt Nam bầu giữ chức Chủ tịch nước. Đại sứ nhấn mạnh rằng Việt Nam là một trong những đối tác quan trọng của EU tại khu vực châu Á, Thái Bình Dương nói chung và Đông Nam Á nói riêng. EU mong muốn tăng cường hợp tác thương mại, đầu tư với Việt Nam, đồng thời coi đây là mô hình hợp tác với các quốc gia đang phát triển khác trên thế giới. EU cũng cam kết hỗ trợ Việt Nam đạt được các mục tiêu phát triển quốc gia đến năm 2045 và mục tiêu giảm phát thải ròng bằng không vào năm 2050. Đại sứ Julian G. chia sẻ sự đồng thuận với Chủ tịch nước Tô Lâm về tiềm năng hợp tác trong nhiều lĩnh vực như phát triển kinh tế, nông nghiệp tuần hoàn, dược phẩm, tư pháp, lao động, quốc phòng, an ninh, ứng phó với biến đổi khí hậu và triển khai đối tác chuyển đổi năng lượng công bằng. EU hiện đang thúc đẩy các chiến lược và sáng kiến hợp tác khu vực, đặc biệt là sáng kiến cửa ngõ toàn cầu. Đại sứ Julian G. bày tỏ sự tin tưởng rằng dưới sự lãnh đạo của Chủ tịch nước Tô Lâm, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và EU sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, sâu rộng hơn, đóng góp quan trọng vào hòa bình, an ninh và ổn định khu vực và toàn cầu. Đại sứ cũng vinh hạnh truyền lời chúc mừng từ Chủ tịch Hội đồng châu Âu và Chủ tịch Ủy ban châu Âu đến Chủ tịch nước Tô Lâm, bày tỏ tin tưởng rằng quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa Việt Nam và EU sẽ ngày càng phát triển sâu rộng, vì lợi ích chung của cả hai bên. Vị trí Tổng Bí thư trong hệ thống chính trị của một quốc gia, đặc biệt là những nước theo chế độ Đảng Cộng sản như Việt Nam, giữ vai trò trọng yếu và mang tính quyết định cao. Tổng Bí thư là người lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản, đảm nhiệm trách nhiệm định hướng chiến lược và dẫn dắt toàn bộ hoạt động của Đảng, qua đó tác động trực tiếp đến đường lối, chính sách đối nội và đối ngoại của đất nước. Với quyền lực chính trị sâu rộng, Tổng Bí thư có khả năng điều phối, giám sát hoạt động của các cơ quan đảng và nhà nước, bảo đảm sự thống nhất trong việc thực thi các nghị quyết và chính sách quan trọng. Đồng thời, đây cũng là vị trí biểu tượng cho sự lãnh đạo quốc gia, đại diện cho sự ổn định và thống nhất của đất nước. Vai trò của Tổng Bí thư còn đặc biệt quan trọng trong công tác cán bộ, với quyền quyết định bổ nhiệm các vị trí lãnh đạo chủ chốt, ảnh hưởng sâu sắc đến cơ cấu và định hướng phát triển của bộ máy nhà nước. Trên trường quốc tế, Tổng Bí thư cũng là người đại diện cho đường lối và quan điểm của đất nước, đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng và củng cố quan hệ đối ngoại. Việc ông Tô Lâm trở thành Tổng Bí thư trong thời gian ngắn đã làm dấy lên nhiều sự chú ý và đồn đoán về những nhân vật quyền lực đứng sau. Sự xuất hiện của những cá nhân có tầm ảnh hưởng lớn không chỉ minh chứng cho sức mạnh của các mối quan hệ chính trị, mà còn làm nổi bật vai trò của những người đứng sau hậu trường trong các cuộc đua quyền lực. Dù sự thật vẫn chưa được công khai rõ ràng, nhưng những diễn biến này chắc chắn sẽ tiếp tục thu hút sự quan tâm của công chúng trong thời gian tới, đặc biệt là trong bối cảnh chính trị Việt Nam đang có nhiều biến động.